Hello mọi người, em là Minh Thư đến từ Honda Auto Sài Gòn Võ Văn Kiệt. Và kế bên em đây là chiếc xe đạp Modulo của Honda được nhập khẩu từ Thái Lan. Và vừa rồi thì có rất là nhiều quý anh chị có liên hệ với lại em hỏi về cái cách tháo lắp của chiếc xe đạp này như thế nào. Tại vì nhiều anh chị đang sử dụng mà không có biết cái cách tháo lắp. Thì hôm nay em làm video clip này để hướng dẫn cho quý anh chị cái cách tháo lắp dễ dàng tiện lợi của cái xe đạp Modulo Honda này. Và đặc biệt là quý anh chị biết không, có nhiều khách hàng đang sử dụng xe SUV 7 chỗ hoặc là những cái xe có cái cốp rộng á, thì mình mua cái chiếc xe đạp này nó rất là tiện luôn, mình có thể để trong cốp, cuối tuần mình có thể đi du lịch với gia đình thì mình tới nơi cũng có thể gỡ ra cho con của mình có thể chạy tập thể dục, mà mình chạy để có được sức khỏe tốt hơn, hoặc là mình ở cái khu vực chung cư mà có cái công viên rồi thì mình có thể chạy vòng vòng trong công viên vào cuối tuần. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà quý anh chị mà nhà của mình thì có ở xa cái chỗ giữ xe á, thì mình có thể để cái xe đạp này trong cốp, tới nơi thì mình chạy xe đạp về nhà thì nó di chuyển cũng rất là tiện luôn. Và xe đạp này thì hiện tại giá bán của nhà máy á, là 7.700.000 đồng. Tuy nhiên là nếu anh chị coi video clip này và liên hệ trực tiếp với lại em thì mình sẽ có một cái giá vô cùng hấp dẫn. Và không để quý anh chị chờ đợi lâu nữa, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn quý anh chị về cách tháo lắp xe đạp này nhé. Hãy cùng theo chân em. Rồi, anh chị có thể thấy ở đây là một chiếc xe đạp Modulo sau khi đã gắp hoàn chỉnh thì nó sẽ như thế này. Và khi mà mình lấy từ cái thùng ra thì nó sẽ như thế này. Bây giờ thì tụi em sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để mình tháo lắp. Thì đầu tiên thì mình sẽ lắp cái phần khung sườn trước. Rồi, ngay chỗ khung sườn thì nó có một cái khớp. Rồi, sau khi mình lắp cái khớp xong rồi thì mình sẽ mở cái bàn đạp ra ha. Tiếp theo là đến phần cổ xe. Rồi, bạn có một cái khớp. Quý vị có thể thấy là cái việc tháo lắp này rất là tiện và gọn nhẹ ha, rất là dễ dàng. Rồi, mình sẽ cho cái cổ lái của xe vào, rất là tiện lợi luôn. Rồi, có một cái khớp mình có thể điều chỉnh được cái độ cao thấp của nó, tùy thuộc vào người lớn đi hay là trẻ em đi ha. Thấy vừa tầm thì mình sẽ khóa lại. Tên như vậy là hoàn chỉnh được 80% cái xe đạp mà Modulo rồi. Bây giờ chỉ còn phần yên nữa thôi. Phần yên là phần rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần bỏ vào điều chỉnh cái độ cao mà mình mong muốn. Sau đó mình cũng khóa cái khớp lại. À, quá đơn giản đúng không quý vị? Tên như vậy là đã tháo lắp hoàn chỉnh chiếc xe đạp Modulo. Và bây giờ thì Thư và Cường sẽ cùng chạy một vòng cho quý vị có thể xem là cái xe đạp này nó di chuyển gọn nhẹ như thế nào nha. Và quý vị thân mến, thì chiếc xe đạp Modulo này hiện tại giá bán nhà máy là 7.700.000 đồng. Xe này thì được nhập khẩu từ nhà máy Modulo của Thái Lan. Tuy nhiên nếu mà coi video clip này, quý anh chị liên hệ trực tiếp với lại NTC Channel thì quý vị sẽ có một mức giá vô cùng ưu đãi, mức giá vô cùng hấp dẫn luôn. Và tụi em sẽ hướng dẫn anh chị tháo lắp cũng như là giao hàng tận nơi trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng em theo số hotline ở bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích và hay, quý anh chị có thể like và subscribe cho chúng em nhé. Một lần nữa kính chúc quý anh chị có một ngày nhiều sức khỏe và may mắn. Xin hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.